Hello, chào các em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên về hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em mầm đẩy hàng nội của Mỹ đến từ thương hiệu là của WSC. Và dòng này sẽ có tên mô đồ là CX108V. Và cục đẩy đặc biệt cho anh em, nó sẽ trang bị ra tổng cộng là tận 8 kênh âm thanh để cho anh em mà chơi cùng mọi lúc và 8 loa nha anh em. Mà nó sẽ có volume để điều chỉnh cho từng loa riêng biệt anh em ạ. Đây là cục đẩy phải nói là siêu hiếm thị trường hiện nay, dành cho những anh em nào mà đang sở hữu cái dàn loa rất là nhiều, đến tận 8 loa. Họ anh em mà chơi sự kiện sân khấu thì anh em chơi dòng sản phẩm này nó cực kỳ tốt anh em ạ. Hôm nay là hàng mình vừa bất ngờ thôi anh em, hình thức còn siêu mới siêu đẹp cả từ bên ngoài và bên trong nha anh em. Đây mời anh em cùng xem qua bờ thông số cấu hình dòng sản phẩm này. Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy mắt tem trong phần này trước nha anh em. WSC được sản xuất là bởi WSC Audio, được sản xuất tại USA nha anh em, hàng chính hãng là Made in USA. Model là CX108V. Con này có công suất ở mỗi channel là 100W nha anh em. Con này có 8 kênh, nghĩa là mỗi kênh của nó sẽ đến tận 100W. Đó là hàng mặt xuất vào thị trường của châu Âu. Nên em sẽ thấy là điện 240V nha anh em. Con này thì phải nói rất là tiện cho những anh em nào mà chuyên đi sự kiện, sân khấu. Vì con này anh em chơi nên sẽ cắm trực tiếp vào nguồn điện tại chỗ nên mà không cần phải qua ổn áp hoặc biến áp, nó sẽ rất là bất tiện nha anh em. Còn bên đây thì sản phẩm này sẽ xài đầu dây điện nguồn rời nha anh em. Anh em mua mình tặng luôn cho anh em cộng dây điện nguồn rời này. Còn bên đây thì anh em sẽ thấy là sản phẩm nó sẽ trang bị ra một cái quạt nhỏ nhiều cho anh em. Quạt này thì kêu tiếng phải nói là rất là nhỏ nha, mà thậm chí mình còn không nghe được tiếng luôn nha anh em. Còn bên đây, đây là cái cổng để mà anh em bế tín hiệu bờ loa nha anh em. Anh em mua mình tặng luôn cho anh em cuối cùng để mà anh em kết nối tín hiệu ra loa nha anh em. Còn đây là cổng để mà anh em lấy tín hiệu từ AV nha anh em. Anh em mua mình tặng luôn cho anh em cuối cùng này luôn. Còn về cấu hình và nội thất ở bên trong của WSC CX108V mà nó rất là gấu nha mà. Nội thất bên trong thì như anh em thấy thì nó phải nói là rất là chi tiết, dày đặc, trọng lượng cái này mà nó rất là nặng anh em. Hàng mình bán bao zin cho anh em cho yên tâm. Và hình thức thì y như là trong hình anh em sẽ thấy là em bước họ rất là mới, rất là đẹp anh em. Những bảy mặt điện tử nó thì phải nói là xanh lè xanh lét nhưng mà con này sẽ trang bị chúng ta đến tận 16 tụ tập nguồn nha anh em. Và con này thì nó sẽ trang bị tầng nguồn sung nha anh em. Con này nó có một cái thiết kế nguồn như là những con mà CTS 2000, 3000 nhưng mà nên tiếng nó cho ra nghe phải rất là trong và hay. Và con này dễ trang bị chúng ta sòm MOSFET nha anh em, rất là nhiều con nhưng mà con này thì anh em mà chơi nghe nhạc karaoke, anh em chơi cả loa sub vô nữa, con này đánh tiếng ra phải rất là hay. Con này tích hợp với dàn âm thanh mà có rất là nhiều những thiết bị loa của anh em. Và bây giờ mình sẽ vào ngay bài test sức âm mà anh em. Và hiện tại Nhật đã kết nối cả dây loa và cả dây AV của sản phẩm. Đây, anh em mua mình tặng luôn cho anh em một cọc dây điện nguồn rời và nguyên một bộ cái đầu cắm này. Đây, mình đang để một đầu, anh em mua mình tặng luôn cho anh em nguyên một cái bộ ở phần này luôn và cả những cái đầu AV nha anh em. Đây, hiện tại mình đang kết nối với hai loa. Anh
nên mình cấm signal 1 và signal 2. Đây nó sẽ có dấu ở đây hết, anh em cắm vào phải rất là dễ nha anh em. Đây cộng trừ nó ghi rất là rõ anh em ạ. Đây anh em cùng một nút sức âm. Đây mình đang cắm ở signal 1 và signal 2. Nhật đã test rất là kỹ, anh em sẽ thấy là chất âm của nó nghe vẫn rất là hay. Mình đang test signal 1 và signal 2 anh em. Ngoài cho ra tiếng nghe vẫn rất là trong anh em ạ. Anh em nào mà thích nghe những bản nhạc vàng, bolero hoặc những bản nhạc ballad thì tiếng này cho ra nó sẽ rất là phù hợp với thị yếu của anh em. Và con này đây là một 7 mà nó sẽ có 8 cây âm thanh anh em. Anh em có thể mà thoải mái mà chơi với hệ thống mà nhiều loa của anh em, và đơn giản mà anh em có 4 loa đi thì anh em cũng thể mà chơi kênh chơi mono cho anh em, để cho nó hợp với công suất của hai kênh lại và nó sẽ cho ra phát động thanh lên thì nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Để lợi thế mà cũng cục đẩy mà nó sẽ có nhiều cơm thanh nha anh em. Rồi anh em thấy sao về tổng quan trong sản phẩm này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì em đăng ký kênh để ủng hộ Audio nhé. Xin chào và hẹn em xin được đưa tới. Bye. Anh em thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.